Trai. Má. Ui, con cóc nó đang ăn con muối. Nó đang ăn con muối đấy, trai. Má. Con cóc nó đang đến nó ăn. Nó nói nhờ con cóc. Ừ, con cóc nó đang ăn con muối. Nhưng không đeo hả? Con gái đâu? Con thằng đấy chưa? Nhìn này con cóc. Con cóc hả? À, má. Cho nên má. Cho con cóc nó ăn con bọ. Không. Con bọ đâu? Không ăn bọ hả? Đấy con ốc con cóc nó ăn con bọ đi. Không. Con cóc nó ăn con bọ được. Sao vậy? Con ăn đi ăn đi. Con ăn cóc... đi. Ý, nó quặp đầu vô kìa trai. Ý, nó phùng bọng lên kìa. Ý, trai thấy ý kìa. Ý kìa, trai thấy chưa? Ý, có một con nữa xuất hiện kìa. Con nữa xuất hiện kìa. Ý, nó phùng bụng lên kìa trai. Ê, bụng nó càng ngày nó càng to kìa cha. Trời, con bọ nó con cóc kìa. Ừ, thấy chưa nó tấn công chưa? Nó tấn công con bọ luôn ghê không? Nó tấn công con bọ. Cóc nó tấn công con bọ luôn á, ghê không? Tấn công đi. Tấn công đi. Tấn công. Đấy, thấy chưa? Ê, đừng có, trời ơi. Đừng có xa tay vô. Đi. Không. Ừ, thấy chưa? Ê. Con chờ đây con cóc mà. Gì hả? Con chờ đây con cóc mà. Con cóc nó tấn công ghế rồi, nó quặp đầu vô kìa. Con cóc quặp đầu vô. Ê, con cóc quặp đầu vô kìa trai. Bỏ, bụng nó to kìa. Bụng nó to nó thấy chưa? Nó quặp đầu vô. Ấy chưa? Con đã. Ừ, thấy chưa? Con sợ ơi, con cóc sợ rồi. Ê, con cóc sợ trai. Ê, con cóc sợ rồi. Con cóc sợ kìa, con sợ cắm đầu xuống kìa. Con cóc sợ kìa, con cóc sợ ăn bọ kìa. Thủ thế kìa. Ui, con bọ. Ui, thấy chưa? Con cóc nó sợ con bò đó. Ừ, con cóc nó sợ con bọ. Ê, trai thấy chưa? Bò. Ok, trai kìa. Ý, con cóc. Ý, nó sợ con bọ kìa, nó phùng bụng lên kìa. Nó sợ ăn bọ kìa, nó tấn công kìa. Ấy. Thấy chưa? Bụng nó phùng lên. Tấn công. Nó quặp đầu vô kìa. Kìa nó quặp đầu vô kìa trai. Nó quặp đầu vô kìa. Thấy chưa? Nó quặp đầu vô kìa. Nó quặp đồ. Nó quặp đầu vô kìa. Con bọ đi, con bọ nó rồi hai con nấu đầu vô kìa. Nó quặp đầu vô phùng bụng lên kìa. Đấy thấy chưa? Nó quặp mất cái đầu luôn rồi. Mất cái đầu luôn rồi trai kìa. Thấy chưa trai? Ôi, à nó tấn công rồi. Ý, con cóc sợ rồi. Không, con cóc nó nhờ con cóc. Nó đạp kìa. Nó đạp con bọ kìa. Chân nó đạp con bọ kìa, nó tấn công con bọ kìa. Nó trốn kìa trai. Bỏ ra đây Nguyên. Để đây Nguyên, nó trốn kìa trai kìa, nó trốn kìa. Nên kia, nó tao tao tao. Nó con bỏ nó gì rồi đó. Đi hả? Bà ơi, con cóc nó đi đâu vậy? Con cóc chạy đi đâu, con bọ nó tấn công con cóc rồi. Bà ơi, con cóc nó đang đi đâu vậy? Nó trốn. Không, bà. Con cóc nó đang đi đâu vậy? Con cóc nó chết rồi. Ui ghê. Ui nó đá con bọ bay lên đây ghê. Trời đi ghê. Con bọ nó nhớ nhau con cóc đó. Ấy, thấy chưa? Con bọ nó nhớ nhau con cóc đó. Con bọ nó đánh nhau con cóc mọi người. Kìa, bắt đầu con bọ nó tấn công kìa. Ấy, con cóc trốn rồi. Con cóc đào hố trốn rồi. Không. Đấy. Nó chết bụng đó. Nó tấn công rồi. Con cóc trốn kìa, con cóc đạp kìa, con cóc đào đất để trốn kìa. Thấy chưa? Bó. Bó. Đấy thấy chưa? Bó, cái cục đá này ra đá. Cái cục đá này nó con. Thấy chưa? Ấy à, bắt đầu lại tấn công. Nó lại quặp đầu vô rồi, nó lại tấn công, nó quặp đầu vô, nó ủi nó ủi con bọ kìa. Trai. Úi thấy chưa? Hai con nó ủi nhau kìa trai. Thấy chưa? Trai thấy chưa? Hai con nó ủi nhau kìa.
con đó. Ui, nó xí chưa? Con cóc sợ con bọ rồi. Hả? Cho con cóc đang nhau con cóc đi. Đấy nó đang đánh nhau kìa. Con cóc sợ kìa, con cóc nó ủi kìa. Cóc trốn kìa. Con cóc trốn kìa. Thấy chưa? Đấy, nó đang tìm cách nó trốn kìa. À con bò nó bò vào đầu con cóc. Con cóc chúi đầu xuống kìa. Con cóc quặp đầu xuống kìa trai. Đây. Bố. Bố. Đi trai. Con nó bắt cá. Ừ. Bố. Ui con cóc con chối trong trốn rồi. Ê, thấy chưa? Thấy chưa? Ừ, thấy chưa? Con cóc nó nhờ con bò đó. Con cóc nó sợ con bò. Con cóc nó sợ con bò tấn công. Gì? Gì trai? Nó lại trốn rồi. Nó lại đào chỗ nó trốn rồi. Nó đào kìa. Cóc nó đào kìa trai kìa thấy chưa? Nó đào nó trốn đó. Nó sợ ăn bọ nó đào nó trốn. No. Bố, nhìn con cóc nó đào kìa. Ừ, nó đào nó. Bố ơi. Cóc nó quặp đầu nó sợ nó trốn rồi. Bố ơi. Gì trai? Con trốn kìa. Hít cừ. Chà, nó trốn kìa trai kìa. Con bò này hú quá đi. Hú quá này. Hôm nay con cóc nữa. Ừ, đấy đó con cóc nó sợ quá nó trốn kìa. Tìm cách trốn kìa. Nó tìm cơ. Nó gọi mẹ. Nó gọi mẹ cóc đó. Nó gọi mẹ cóc hả? Gì hả? À nó gọi mẹ tới hả? Đấy, nó trốn kìa, nó sắp trốn mất rồi. Đấy thấy chưa? Nó sắp trốn mất rồi trai. Nó sắp trốn mất rồi kìa. Con bỏ. Ừ. Đấy, con cóc nó đang trốn kìa. Con nó. Nó sắp trốn mất rồi. Con cóc nó trốn. Ừ, cóc nó trốn kìa, trai. Trai thấy nó đang trốn không? Đâu. Hả? Trốn đi đâu? Trốn đi đâu? Con bọ nó tấn công tới nơi rồi trốn đi đâu? Oh my god. Ghê. Con cóc nó tấn công con bọ ghê không cha. Con bọ sợ rồi. Con bọ sợ con cóc rồi. Ừ, bọ sợ con cóc rồi hả? Bọ sợ con cóc rồi hả? Bọ ơi. Sao? Sao cha? Con bọ đi về rồi. Con bọ đi về rồi thôi nhá. Bye nhá.